Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Bát Sát tổ chức hội nghị đối thoại tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tham gia hội nghị có 120 đại biểu là cán bộ công đoàn, người lao động trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghị định thông tư hướng dẫn thi hành, những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, việc làm, an toàn vệ sinh lao động. Trong khuôn khổ của hội nghị, các đại biểu cũng đã được tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018. Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công đoàn và người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm trong việc tham gia, chấp hành tốt pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan đến người lao động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại cơ sở. Tỉnh đoàn phối hợp với công ty Honda Tiến Thành tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2018 tại xã Cán Cấu, huyện Simacai. Tham gia chương trình có gần 300 đoàn viên thanh thiếu niên cùng bà con nhân dân trên địa bàn huyện Simacai. Tại đây, các đoàn viên thanh thiếu niên, bà con nhân dân trên địa bàn huyện đã được trao đổi, chia sẻ các kiến thức về luật giao thông đường bộ, kỹ năng xử lý các tình huống khi tham gia giao thông và bảo vệ hiện trường xảy ra tai nạn giao thông. Đưa ra một số khuyến cáo đối với người tham gia giao thông như phải tuân thủ tốc độ khi điều khiển xe, đã sử dụng rượu bia thì không được lái xe và phát trên 1.000 tờ rơi tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông tại khu vực chợ Cán Cấu. Tại chương trình đã ra mắt đội thanh niên xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông huyện Simacai. Nhân dịp này, công an tỉnh đã trao tặng 5 suất quà cho các gia đình có thân nhân bị tai nạn giao thông. Ban tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho đội thanh niên xung kích. Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản vừa tổ chức tập huấn cho 120 hộ dân xã Mường Vi, huyện Bát Sát về việc nâng cao chất lượng nông sản sau thu hoạch. Xã Mường Vi, huyện Bát Sát hiện có hơn 150 ha lúa đặc sản sánh cù. Tuy nhiên, nông dân chưa coi trọng việc bảo vệ, nâng cao chất lượng nông sản. Thực tế, việc thu hoạch chủ yếu được gặt bằng tay, phơi lúa ngay trên ruộng. Những công việc vận chuyển khi bông lúa chưa được tuốt đã dẫn đến tình trạng hao hụt lượng nông sản lớn ngay khi nông dân đã được mùa. Hơn nữa, khi thu hoạch, do không thực hiện tuốt ngay nên khi gặp mưa đã làm giảm phẩm cấp chất lượng hạt gạo thương phẩm. Lớp tập huấn nhằm giúp các hộ dân nắm vững và hiểu rõ những tổn thất nông sản sau thu hoạch, qua đó giúp người dân chủ động hơn trong các khâu sản xuất, đặc biệt là việc chủ động liên kết với doanh nghiệp trong việc tiêu thụ sản phẩm. Việc tổ chức các hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm gạo sánh củ an toàn nhằm mời gọi các doanh nghiệp đến đầu tư, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, thông qua hình thức ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm, góp phần tạo ra thị trường tiêu thụ sản phẩm gạo sánh củ ổn định, bền vững, tăng thu nhập cho người sản xuất, tạo ra các sản phẩm gạo có chất lượng phục vụ người tiêu dùng, nhân rộng các vùng sản xuất gạo sánh củ an toàn trên địa bàn toàn xã và các xã khác trên địa bàn huyện. Được tỉnh phân công giúp đỡ xã Bản Mế, huyện Simacai trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kêu gọi được sự tài trợ từ Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch tỉnh Hải Dương, khảo sát hỗ trợ 10 hộ gia đình nghèo xóa nhà tạm. Đến nay, các hộ đã nhận được tiền hỗ trợ, tổ chức xây dựng 10 căn nhà, cơ bản hoàn thành đúng tiến độ và các tiêu chuẩn nhà ở nông thôn. Với mong muốn giúp đỡ những hộ nghèo huyện biên giới Simacai xóa nhà tạm, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch tỉnh Hải Dương đã quyên góp ủng hộ trên 250 triệu đồng để hỗ trợ 10 hộ dân xã Bản Mế xây dựng lại nhà. Tính đến thời điểm này, 10 hộ dân ở các thôn là Khoán Phúng, Na Pá, Cốc Cù, Bản Mế, Cốc Dế và Xín Trải đã được hỗ trợ mỗi hộ 25 triệu đồng để xây mới, sửa chữa kiên cố hóa nhà cửa đạt tiêu chuẩn 3 cứng, nền cứng, tường cứng và mái cứng. Trong dịp nghiệm thu 10 căn nhà, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương đã trao nhiều phần quà có giá trị giúp các hộ nghèo có cuộc sống tốt hơn. Cũng trong dịp này, hai đơn vị đã khảo sát hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt. Theo đó, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ dân sửa chữa, nâng cấp và bổ sung hệ thống cấp nước tại địa phương, đảm bảo cho nhân dân có đủ nước sinh hoạt trong mùa khô. Đây là việc làm có ý nghĩa rất lớn, giúp xã Bản Mế về đích xây dựng nông thôn mới vào cuối năm nay. Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ cơ sở Bệnh viện Sản Nhi, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế và Salon Tóc Trang tổ chức các hoạt động nhân đạo tại xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên. Tại đây, đoàn tình nguyện đã tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các em học sinh trên địa bàn xã. Cắt tóc miễn phí cho hàng trăm em học sinh và người dân, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và phun thuốc diệt muỗi tại các trường học. Ngoài ra, đoàn còn tặng 2 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và tham gia đổ bê tông tuyến đường Bản Trom với chiều dài 530m. Trước khi tổ chức chương trình, chúng tôi thường trao đổi với xã về những nhu cầu thiết thực để làm sao khi mà tổ chức các chương trình nhân đạo về giúp đỡ xã cũng như là ủng hộ bà con nhân dân làm sao nó thiết thực nhất, hiệu quả nhất
Và như chương trình hôm nay, tổ chức chương trình nhân đạo tại xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tuy số tiền giúp đỡ xã cũng như nhân dân tại xã chưa nhiều, nhưng chúng tôi cũng hy vọng rằng với một phần nhỏ bé của chúng tôi cũng góp phần đẩy mạnh cái phong trào thực hiện nông thôn mới và giúp xã cũng như người dân vượt qua những cái khó khăn. Để giúp xã Yên Sơn tiếp tục nâng cao các tiêu chí để duy trì đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã huy động đóng góp của các đơn vị ủng hộ xã Yên Sơn 40 tấn xi măng để đổ bê tông tuyến đường Bản Trong và xây dựng bản Lự trở thành thôn kiểu mẫu. Được hội chữ thập đỏ của các cơ quan của tỉnh hỗ trợ xi măng thì bà con rất là phấn khởi để cho bản thực hiện cái thôn làm cái sân này thì bà con rất là hưởng ứng. Lúc đầu thì cũng không biết là bà con nhiệt tình như thế này, nhưng mà đến khi thực hiện thì mới thấy là các gương mặt của các hộ gia đình đều có mặt đông đủ. Những hộ nào mà không đến thì cũng báo cáo trước và để nộp tiền để xây dựng. Đây là hoạt động nhằm thực hiện phong trào chữ thập đỏ năm 2018 và hưởng ứng cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, đồng thời là hoạt động giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới của Hội chữ thập đỏ khối các cơ quan tỉnh và các đơn vị thành viên. Khởi nghiệp trong thanh niên là vấn đề được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhằm tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khẳng định vai trò xung kích trong phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, nhân rộng mô hình khởi nghiệp trong thanh niên, động viên thanh niên nông thôn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Đây là mô hình nuôi gà đồi của Bí thư Hoàng Văn Trưởng, thôn Bản 1 Mai Đào, xã Tượng Hà, huyện Bảo Yên. Với quyết tâm thoát nghèo làm giàu, anh Trưởng đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, bạn bè và người thân để đầu tư xây dựng mô hình nuôi gà đồi, kết hợp trồng rừng, đào ao thả cá trên diện tích gần 7 hectare. Từ 3.000 con gà ban đầu, đến nay đàn gà trong mô hình đã tăng gần gấp đôi, sau khi trừ đi mọi chi phí, cho lãi trên 300 triệu đồng. Về cái thị trường thì cũng khó khăn, nhưng mà nếu mà một số nhà mới đi tham gia đi gọi là đi bán hay là đi thị trường thì cũng khó hơn thì tôi đi trước rồi. Nhưng mà nếu tôi phải làm nhiều kiểu rồi. Nếu mình bán hơn được, mình bán tại nhà nó giá cả thấp hơn nhưng mà mình lại bán được nhanh. Về cái đầu ra thì chúng tôi không lo. Còn đây là mô hình nuôi ong mật của đoàn viên Trần Quốc Nam ở xã Phố Lu, huyện Bảo Thắng, đã nghiên cứu và thử nghiệm nhiều hướng phát triển kinh tế nhưng chưa mang lại hiệu quả cao. Nhận thấy điều kiện của địa phương thuận lợi cho việc nuôi ong lấy mật, nên năm 2014, anh Trần Quốc Nam đã nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn về nghề nuôi ong cũng như học hỏi kinh nghiệm từ người quen ở địa phương để phát triển nuôi ong lấy mật, bắt đầu con đường lập thân khởi nghiệp của mình. Năm 2017, nguồn thu từ bán ong giống và dụng cụ nuôi ong đã cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Từ cái đam mê của mình, đam mê cái sở thích của mình với con ong nên là nhiều khi làm không thấy mệt mỏi. Đấy. Thì trước khi mà nuôi thành lập cái mô hình này thì gia đình cũng hoàn cảnh nó cũng khó khăn. Thì sau khi đã đạt được thành công như này thì nó cho gia đình một cái thu nhập nó ổn định, đấy, cải thiện cuộc sống. Với sự kiên trì, quyết tâm, không ngại gian khổ, những cá nhân như Bí thư Chi đoàn Hoàng Văn Trưởng, đoàn viên Trần Quốc Nam hay rất nhiều đoàn viên thanh niên tiêu biểu khác tại khắp các thôn bản của Lào Cai đã bước đầu gặt hái được những trái ngọt trong hành trình lập thân lập nghiệp. Để động viên các đoàn viên thanh niên mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, các cấp bộ đoàn tại các địa phương cũng khuyến khích hỗ trợ thành lập các mô hình khởi nghiệp, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp. Khi mà các cái đoàn viên thanh niên mà có được cái kinh tế nó ổn định ấy, thì cái sự tham gia sẽ nhiệt tình hơn. Thì từ cái đó thì đối với đoàn xã Bản Cầm thì cũng thường xuyên là tổ chức các cái chương trình là cho đoàn viên thanh niên là đi học hỏi, rồi là các cái mô hình, đi tham quan các mô hình để xem và vay cái vốn ngân hàng chính sách để về để phát triển kinh tế ở tại hộ gia đình. Việc mạnh dạn tham gia vào mô hình khởi nghiệp sẽ tạo một môi trường thuận lợi để các đoàn viên thanh niên được trao đổi, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đối tác, hợp tác, cũng như góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững của phong trào thanh niên. Những mô hình khẳng định được tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý chí vươn lên của thế hệ trẻ hôm nay, một thế hệ trẻ đầy năng động, sáng tạo và nhiệt huyết trên con đường khởi nghiệp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.